Bây giờ là bài 104, tương với phần 8 bài 30 quyển 2. Tỷ ỷ bài lính sử thiên. Đầu tiên là từ cảm ơn, cảm tạ. Cảm xỉa. Cảm. Cảm. Xỉa. Xỉa. Cảm xỉa. Cảm xỉa. Từ này dùng với nghĩa trang trọng hơn, với việc lớn hơn, xỉa xỉa. Cảm tạ bạn. Cảm xỉa nỉ. Cảm xỉa nỉ. Rất cảm ơn, rất cảm tạ. Hấn cảm xỉa. Hấn cảm xỉa. Bây giờ là từ phụ mẫu. Phụ mũ. Phụ. Phụ. Mũ. Mũ. Phụ mũ. Phụ mũ. Từ này được dùng để xưng hô một cách rất trang trọng. Là phụ mẫu của tôi. 是我父母 是我父母 Người làm cha mẹ, người làm phụ mẫu. 做父母的人 做父母的人 Tôi rất cảm ơn ba mẹ, nguyên văn là tôi rất cảm tạ phụ mẫu. 我很感谢父母 我很感谢父母 Bây giờ là từ cơ hội. 机会 机 机 会 会 机会 机会 Một cơ hội. 一个机会 一个机会 Cho tôi một cơ hội. 给我一个机会 给我一个机会 Cho thêm tôi một cơ hội nữa. Nguyên văn là lại cho tôi một cơ hội. 再给我一个机会 Xin hãy cho tôi một cơ hội. 请给我一个机会 Không có cơ hội. 没有机会 Không còn cơ hội nữa. Nguyên văn là không có cơ hội rồi. 没有机会了 Cơ hội này. 这个机会 这个机会 Cho tôi cơ hội này. 给我这个机会 给我这个机会 Tôi rất cảm tạ phụ mẫu cho tôi cơ hội này. 我很感谢父母给我这个机会 我很感谢父母给我这个机会 Cho tôi đến Trung Quốc du học. 让我来中国留学
让我来中国留学。Bây giờ là từ vốn dĩ. Nguyên lai. Nguyên. Nguyên. Lái. Lái. Nguyên lai. Nguyên lai. Vốn dĩ dự định. Nguyên lai đã soạn. Nguyên lai đã soạn. Vốn dĩ cũng không muốn đi. Nguyên lai cũng không muốn đi. Nguyên lai cũng không muốn đi. Vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày. Nguyên lai chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày. Nguyên lai chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày. Vốn dĩ dự định học một năm. Nguyên lai đã soạn xuế y nén. Nguyên lai đã soạn xuế y nén. Bây giờ tôi cảm thấy một năm thời gian quá ngắn rồi. Hiện tại tôi thấy một năm thời gian quá ngắn rồi. Hiện tại tôi thấy một năm thời gian quá ngắn rồi. Bây giờ là từ kéo dài thêm. Yến tráng. Yến. Yến. Tráng. Tráng. Yến tráng. Yến tráng. Phải kéo dài thêm à? Yào yến tráng mà? Yào yến tráng mà? Có khả năng cần kéo dài thêm mấy ngày. Khả năng yào yến tráng gì thiên. Khả năng yào yến tráng gì thiên. Kéo dài thêm một năm. Yến tráng ỷ niên. Yến tráng ỷ niên. Phải kéo dài thêm một năm. Yào yến tráng ỷ niên. Yào yến tráng ỷ niên. Có khả năng phải kéo dài thêm một năm. Khả năng yào yến tráng ỷ niên. Khả năng yào yến tráng ỷ niên. Bây giờ hãy thêm từ dài vào phía trước để nói lại kéo dài thêm một năm. Zài yến tráng ỷ niên. Zài yến tráng ỷ niên. Chuẩn bị lại kéo dài thêm một năm. Chuẩn bị zài yến tráng ỷ niên. Chuẩn bị zài yến tráng ỷ niên. Hãy nhắc lại từ đầu. Tôi rất cảm tạ phụ mẫu cho tôi cơ hội này. Tôi rất cảm ơn phụ mẫu cho tôi cơ hội này. Tôi rất cảm ơn phụ mẫu cho tôi cơ hội này. Cho tôi đến Trung Quốc du học. Rằng tôi lại Trung Quốc lưu học. Vốn dĩ dự định học một năm. Nguyên lai đã soạn xuế y nén. Nguyên lai đã soạn xuế y nén.
Bây giờ tôi cảm thấy một năm thời gian quá ngắn rồi. Hiện tại, tôi thấy một năm thời gian quá ngắn rồi. Hiện tại, tôi thấy một năm thời gian quá ngắn rồi. Chuẩn bị lại kéo dài thêm một năm. Chuẩn bị lại kéo dài một năm. Chuẩn bị lại kéo dài một năm. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dài ngắn. Tráng, toán. Đến chỗ đèn xe đèn đỏ sẽ trái. Tàu hùng lùi tân nào hoàng rúa quải. Vừa nãy quên mở máy rồi. Căng trái hoàng khai chi lợ. Thi thô phổ. Khảo thô phú. Cá và thịt bò. Yú hớ níu râu. Tiêu hóa không tốt. Xiao hóa bù hào. Tâm trạng. Xin chính. Phòng bếp, phòng ngủ. Chú phán ua sư. Sớm đã tan làm rồi. Cháu chiều xả ban lợ. Thuê nhà. Du phán dự. Giao thông thuận tiện hay không? Giao thông phang biển bù phang biển. Rất nhiều câu. Hẳn đua chữ dự. Phải trả lời thư cho em gái mình. Để kế của mẹ mẹ khuấy xỉn. Đọc câu chuyện, ở đây chỉ đọc ra tiếng. Niên cụ sử. Đọc không thuộc lắm, ở đây chỉ đọc bài khóa. Tú tờ bú thải sú. Có điều. Bú của. Lúc nghỉ giữa giờ. Khở chiên siêu xỉ đờ sứ hộ. Học hai tiết học. Sàng lẻng chế khở. Tản bộ một lát. Sài ý hồi bủ. Nửa tiếng. Bàn cái xào sứ. Ôn tập bài khóa. Phủ xí cung khở. Phải nhớ kỹ. Nhào chỉ rủ. Thông thường cần. Ý ban yào. Phải đọc thuộc. Yào niệm sú. Rất cảm ơn ba mẹ cho tôi cơ hội này. Hẳn cảm ơn phụ mẫu gây tôi cơ hội này. Hẳn cảm ơn phụ mẫu gây tôi cơ hội. Lại kéo dài thêm một năm. Dài yên tráng ý niên. Vốn dĩ định. Nguyên lai đã soạn.